mình đăng ký rồi cứ nộp tiền là bấm 101 cái nộp lại là nó vô là nợ lãi hả? Mà sao cô đạp như 50 ấy. Em tao đi hỏi Google được không? Tao đi. Hết sạch. Thôi thôi thôi. 9 số 1 em. Gì vô? Đồng dùm cho chú coi như là cái Vina mà đăng ký tháng 3G 4G 120 ngàn rồi nè. Hết bây giờ nạp thì đăng ký luôn rồi sao? Đăng ký rồi mà bữa cái con quý kia nó không biết pin nó nộp động mẹ nó không biết nữa. Nó nộp mấy em nó nộp mà ấy ngồi như mất rồi trời ơi điện mấy bữa cái hết mẹ 128 đồng đăng ký cái gói mà coi như 120 ngàn 3G 4G với điện nội mạng ấy đồ là 120 ngàn này nhưng mà coi điện thoại thím mày thứ sao điện nó cứ nó ồ nghe điện thoại kiếm được các anh là cái nộp này đăng ký đây là nộp là sao vậy Phúc? Nếu chú đăng ký rồi á giờ cứ nạp tiền cho nó tự gia hàng à còn không thôi đăng ký mới là phải gọi vô tổng đài đăng ký rồi. Mà coi thế sao mà họ đăng ký rồi mà sao bữa kia nó nộp mấy cái tự nhiên cái nó hết tiền biết đây xin chào trước bộ nhớ đây hả? Không phát đâu cô một phát à là bấm đi một phát nó kiểm tra tài khoản ấy là 101 phải không rồi sao như vậy không sao rồi thanh nhãn vậy không nó đầy quá rồi nó mình không biết xóa con xóa hộ đi một phát đó từ đấy đi. Máy này chỉ cần tạo tài khoản Google là xài rồi mà. Mình đăng ký đâu cái nó nộp tiền là bấm 101 cái nộp lại là nó vô là nợ lãi hả? Mà sao kỳ vậy con kia nó nộp tiền đó sao nó mà chưa tới tháng mất có được 10 bữa nó 10 bữa về cái nó hết nghỉ á. Nó phải gọi đăng ký lại nhanh đăng ký lại nó đi. Hả? Nó đáp trả rồi. Đó không đăng ký lại hết hạn luôn anh. Dạ. Đăng ký lại cho mình chứ. Cái nạp tiền nó không gia hạn này mình không có được gói luôn, nó bỏ gói luôn. À. Còn cứ mà mình đăng ký rồi thì cứ tới tháng là nó hết tiền là coi mình nộp cái tiền vô vậy là coi như nó có. Rồi thứ nó ngái cho mày đăng ký.